Ôi trời, nhỏng lên luôn. À, mang gạo mỏ vịt kìa các bạn, cần ngắn nha. Ồ, cái gạo mỏ vịt này khá là khủng luôn các bạn, khá bự luôn nha. Cái gạo này mình thấy là rất là bự luôn các bạn, dính đây, nó dính đất, nó dính cái gạo nè, nện nện nè. Ồ, ghê không? Cái gạo này mình thấy rất là bự luôn các bạn. Nó để cái xe này để là E120B hay gì không biết, mình cái xe này xe không mấy, nó dắt độ xe này chắc xe 05 hay gì quá, 05 hay 04 gì, 05 quá trời. Cái mang cái gạo bự rồi các bạn, rồi nó dính nè, nó dính nè, nó dính nè, nhịp ghê không, quá dữ luôn. Ồ, múc gạo nào rồi đấy, rất là đầy luôn nha các bạn. Thôi rồi, nện một ở già. Ghê không? Nó kéo cái chẹt, nó kéo cái phà của nó tới kìa. Nó rồi, bà cái cây gì dưới đây không nha các bạn, ba cái cây gì không, nó bường lên ghê không? Không có cái sức gì mà cản trở nổi nó chưa nghe các bạn, sao nó làm rồi. Ghê không? Cây ở đây không, hình như là cây ở dưới đây không có gì các bạn ơi, ở đây chè phà nó bơi vô không được, dính nè, nó không có sức gì mà cản trở nó nổi hết, mạnh rất là mạnh luôn các bạn, ép vô ghê không? Còn nhánh cây nữa, không biết nó có kẹp lên không nha, kẹp lên luôn. Ôi rồi con nó nhổng cái máy lên luôn kìa. Đất này có cái là nó dính, có cái nó không dính nha các bạn, có gạo nó dính đó. Có gạo nó không dính. Ồ.
đó nó dính gạo rồi đó, nó dính đất, nó dính gạo đó các bạn, nó sức rồi đó, không không chịu sức nữa kìa, đi tay giặt rồi rồi nó không dính luôn rồi, sức rồi, ghê không? Dính nè, dính gạo sức à, rồi gói bường tới kìa, ghê không, nó ghê không, ô còn cái đít phà nó như nó bung ra kìa. Ồ, cái gạo đó khá là đầy đất luôn các bạn. Mà cái gạo này to múc đất rất là nhiều luôn nha. Cái cây cần này nó quá ngắn các bạn ơi, bỏ đất nó hơi không có lên mé gì nhiều. Ồ, còn nghiện cái thời kìa. À cái pha cái gạo này nó dính rồi các bạn, nó dính rồi. Còn nó dính đất rồi. Ồ. Thôi ơi. Trước kia. Thôi ơi nó kẹp cục đất lại nhả cho nó khác luôn. Trời ơi. Lùi ra hay gì, kéo vô nữa. Ồ, cây không ở dưới đó à. Vô không được. Dối gạo không tới, nó dối không tới bỏ đó luôn hay gì, dính nữa hay gì. Cần này nó hơi ngắn các bạn, bỏ đất nó lên không có lên được tới mé trên, mà cái phà của người ta là để sát ở trong bờ luôn rồi nha. Thôi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha. Chào tạm biệt các bạn nha.